Người ta nói là dân ta biết sự ta, cái gì không biết thì hỏi anh tí sĩ gu. Ai của em đâu? Em hỏi rồi. Hồi khi đại học được mấy điểm toán nhỉ? 2 điểm. Giỏi dữ ta thiệt không đó. Giờ hỏi câu này trả lời được không nha? Mấy cái đó thì lâu lắm rồi, không nhớ đâu. Câu hỏi đời thường dễ à? Không là khó quá em bỏ qua. Chắc chấm dễ, nghe nè. Nhưng mà em không có rảnh cho nên là bây giờ em giải được anh cho em gì? Chưa trả lời mà đòi hỏi. Cái gì nữa? Ai đâu thời gian đâu. Vậy một củ được không? Không. 2 củ đi. Rồi ok đố đi. Nghe kỹ à. Một người đàn ông vô cửa hàng trộm 100 đô. Sau đó hắn quay ra mua một cái giỏ 70 đô. Hắn đưa tờ 100 đô. Cửa hàng thối lại 30 đô. Hỏi cửa hàng mất bao nhiêu tiền? Là đầu tiên là lấy 100 đô đúng không? Xong rồi đi vào lấy cái túi sách 70 đô. Người đưa lại tờ 100 đô thu ngân khối 30 đô đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạy được không? Đợi xíu. 2 củ lần á. 5, 4, 3, 2, 100 1. 100 đô sao 100 là đô? Là cái túi sách 70 đô với lại... Hay nói chính xác là cái giá trị thật của túi sách cộng với 30 đô đúng không? 2 củ nữa giải thích kỹ rồi. Sao 100 đô? À, một anh ta đi vào lấy một tờ 100 đô. Xong sau đó mới vào lấy một cái túi sách 70 đô. Xong đưa lại cái tờ 100 đô đó cho người thu ngân. Thì lúc này là cửa hàng đã lấy lại được tờ 100 đô rồi. Người thu ngân mới thối lại 30 đô. Hắn mang cái túi sách 70 đô cộng với 30 đô tiền thối đi. Thì là bị mất một cái túi sách trị giá thật cộng với 30 đô tiền thối thôi. Giỏi dữ ta. Anh không biết thôi. Bây giờ cái gì thì ta nói là dân ta biết sự ta. Cái gì không biết thì hỏi anh tí sĩ gu. Ai của em đâu? 2 củ á. Ừ. 2 củ nè. 2 củ quá vậy.